Hello, vừa qua tôi cho lỗi cho một các anh em tại kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu với game Scribble đi được. Ok, bắt cậu. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một vòng tròn nào. Come on. Ta tiếp tục chạy. Ok. Rồi, chúng ta đã về đích. Ok, mình chuyển sang cái chế độ trèo này nha. Nào, oh my god, chúng ta thua rồi. Ok, bắt đầu chạy nào. Chúng ta tiếp tục nào. Tiếp theo sau đây sẽ là hình tròn để chạy nha. Come on. Ok, chúng ta về đi trước rồi. Tiếp theo mình chuyển sang game Duel. Rồi, mình sẽ tăng hưu heo cho nó đó. Rồi, một tên. Rồi, đến với tên bot ạ. Ok, tên cuối cùng. Ok, sẽ đã gần chiến thắng. Cùng sang chapter tiếp theo nào. Mình đã vừa được một thanh kiếm dài rồi. Đây rồi, ok. Để heo xuống đi. Oh my god, chúng ta mất khá nhiều máu. Ok. Rồi, mình sẽ làm một bộ giáp nhá. Tiếp theo nào. Ok, chiến thắng rồi. Một tên.
Ok, để mình tên tiếp theo cuối cùng nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với game Need for Speed Power Limit. Ok, bật mạng đây nào. Ok, bắt đầu đua nào, chúng ta gặp Kim. Let's see in the game. Rồi chúng ta sắp được cái thế kia rồi. Ok, chúng ta về đích. Chúng ta giành chiến thắng đến với trận đấu tiếp theo. Chúng ta gặp Kirit. Ok, cua động. Chúng ta đã đi được 75% rồi. Ok, ta vào đích. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang tựa đề game Revive.
chọn đối thủ nào, và sử dụng đối này. Ok, giá trị của đối này lên tới 50 đô. My students a very special Easter surprise this year. Ok, chạy qua nào.
Rồi, đây vậy đi. Chúng ta để mình level tiếp theo ạ. Level 54. Come on. Đầu. Chúng ta bị phá mất một lớp giáp rồi. Ok, đã về đích. Tiếp theo là level 55. Ok. Rồi, chúng ta lại về đích. Tiếp tục đến level 56 đó. Ok. Ok. Sang nào vừa 58 nào. Ok. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game Rotress vào đây. Rồi, chúng ta bắt đầu chạy nào. Ok. Rồi, chúng ta đã qua cửa. Rồi, vị trí thứ nhất. Cùng sang round đấu tiếp theo ạ. Đồ. Vẫn vướng cái ô tô này. Ok, mấy tên kia đợi chúng ta nào. No. Ok, chúng ta lại về địch đầu tiên nào. Chúng ta bắt đầu chạy qua đây nào. Không ạ. Ok. Rồi, round đấu này gồm có 5 thành viên. Ok, chúng ta chạy một mạch gần về tới đích rồi. Oh my god. Ok. Come on up.
một và bị tùng mất sát một. Ok, và bây giờ mình hôm nay đây kết thúc rồi. Xin chào các bạn và cảm ơn quý vị sau. Cảm ơn các bạn và tâm sự thích khuôn.